putusi. Itu sama aku tuh nyanyi di sini. Em tuh oke. Kiểu vừa chơi game xong rồi đi sáng đấy. Chơi game nhiều mà làm ảnh từ sáng đến chiều hôm sau. Bố mình vừa làm dậy mới cứ dậy xong. Đừng có phép. Đừng có phép. Không ai nghe giải thích cả. Làm mình đầm bẫy. Cái ảnh của anh Huy là ai tạo rồi? Anh Huy tạo. Tưởng anh tạo. Thấy thì em phải mạng em Việt. Trái tay anh mà. Ừ. Anh của anh hả? Anh em đánh được 8 buổi đi nhỉ? Đỡ phải... Cái gì? Em đánh 8 buổi đi nhỉ? Người nhiều trong người ta. Trái tay. Ê, nghe mình đánh chứ. Đánh tí chạy. Ngày trước tao không có gì đâu. Xong tao chạy một thời gian, xong rồi tao không chạy nữa, thế là tao ra. Điên. Thật má. Và chị bị nó làm đâu. Chạy nhiều đúng không? Chạy. Chạy thì nó sẽ to, nhưng mà không chạy thì nó sẽ... Nó sẽ mỡ. Mỡ. Chạy nó to cơ. Chạy đi, xong rồi to cơ, nhưng mà nó sẽ kiểu là... Ừ, nó chưa gọn lại, nó chắc cơ. Xong rồi không chạy nữa thì nó chắc...